Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Mọi người hay hỏi tôi là chủ tịch thì đi xe gì? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe dành cho các chủ tịch. Toyota Land Cruiser. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, phiên bản VX, động cơ V8 rất là mạnh mẽ. Thì chiếc xe này được sản xuất năm 2015 thì đâu đó qua 6 năm sử dụng thì xem nó cái chất lượng xe của nó còn được những cái gì, nó còn đẹp hay là nó có những cái điểm gì để phải chê. Đây, mặt đây là mặt ca lăng, thiết kế rất là hầm hố, rất đẹp, để đúng chất dành cho các chủ tịch đi luôn. Cụm đèn pha được trang bị đèn bi xê lông rất là sáng này. Đấy, xe rất là đẹp, đi đâu đó 6 năm mà khá là giá thì rất là giữ giá. Về phần lốp, lốp xe còn rất là đẹp. Đây quý vị có thể xem, còn rất là dày, đi đâu đó khoảng độ tầm 5 vạn nữa không phải thay gì luôn. Xi nhan được tích hợp trên gương này. Phần sơn zin của xe có rất là nhiều, phải tầm trên 90% theo mình đánh giá như thế. Tiếp theo về phần đuôi xe, cụm đèn hậu này rất là đẹp, bo vào rất là đẹp luôn. Cốp xe, cốp mở hình mở vỏ sò đây. Đây, cốp mở vỏ sò. Xe 7 chỗ rất là rộng rãi. Một chiếc xe cũ này thì chúng ta nên quan tâm về khung gầm và vỏ của xe. Thì chiếc xe này mình cam kết là tất cả các chi tiết đều nguyên bản hết. Chưa có đâm đụng, chưa có ngập nước gì. Ốc ác zin đét luôn. Đấy. Tiếp theo thì xin mời quý vị các bạn đi vào tham quan nội thất của chiếc xe. Đây. Thì phần ghế da của xe có rất là căng. Xe chạy ít nên là phần ghế của xe có rất là đẹp, phần da của ghế có rất là đẹp. Đấy. Đây. Đấy. Quý vị có thể nghe tiếng đóng cửa. Xe thì được trang bị này, hệ thống ghế chỉnh điện này, vô lăng chỉnh điện này, đấy, nên số chỉnh điện này, và tất cả các chế độ gương chỉnh điện này, các chế độ lái này, đấy. Xe chạy dạ rồi. Xe chạy 9 vạn km còn rất là đẹp. Đấy, các chi tiết của xe. Dòng Toyota này thì gần như là từ trước đến nay thì luôn được đánh giá là một trong những dòng xe bền bỉ nhất trong tất cả các hãng xe. Xe thì đã được chủ độ thêm màn hình Android rất là lớn. Đấy, rất là đẹp. Xe thì có cam ở đằng sau nữa. Đây, camera, màn hình, có màn hình. Mình xin lỗi. Đây, có màn hình, hai màn hình ở đằng sau nữa. Ok, sau đây xin mời quý vị các bạn xem đến phần động cơ. Động cơ V8 rất mạnh mẽ. Đây là động cơ của chiếc xe. Rất là to lớn, rất là khỏe. Thì tất cả các chi tiết ốc của chiếc xe này là zin nhá. Ốc máy zin hết. Chưa có dấu hiệu bị tác động của vật lý. Keo chỉ nguyên zin này. Quý vị có thể xem. Ok. Trên đây là những gì tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn về chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2015 này. Thì chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 2 tỷ 650 triệu đồng. Thì cửa hàng chúng tôi ở là số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Quý vị các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại ở bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.